đây là nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ chính tòa, nhà thờ chính tòa Hà Nội. Đây, nhưng mấy cô đi lễ thôi, đi lễ sinh nhật. Hôm nay cuối nhà thờ là tượng Chúa, tượng Thánh Nữ Teresa Đồng Giêsu. Đây là ngoài sân, hiện tại nhiệt độ trời khoảng 20 độ, 20 độ, hơi lạnh lạnh, xe xe lạnh. Mọi người đã hát kinh tích mẹ sau lễ. Tối có rất nhiều người tới đây chụp hình và quay phim từ một điểm check-in rất là nổi tiếng ở Hà Nội, giống như nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn nhé. Đây là nhà thờ chính tòa Hà Nội, nhà thờ là nhà thờ lớn Hà Nội, nhà thờ Thánh Giuse. Nhà thờ này khoảng 120 năm tuổi rồi. Kia là một chiếc xe bus tham quan xung quanh Hà Nội, rồi là
Vietnam sightseeing. Xe bus mùi trần lên trên có thể ngắm nhìn Hà Nội. Chạy qua những điểm tham quan.